Ngày 14 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Bình Thuận về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì buổi làm việc tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trung tướng Vũ Văn Kha, quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7, Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện nhà thầu, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, các sở ngành của tỉnh Bình Thuận. Theo báo cáo của Quân chủng Phòng không Không quân, chủ đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết, đến nay, công tác giải phóng bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án đạt 91% diện tích so với tổng diện tích đất quốc phòng cần giải phóng theo quy hoạch. Công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng xong được 44 trên 49 gói thầu. Quân chủng Phòng không Không quân cam kết và phấn đấu hoàn thành các hạng mục liên quan đến đường lăn, sân đỗ từ nay đến hết quý 3 năm 2023. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn An yêu cầu các sở ngành cơ quan chức năng địa phương của tỉnh cần tiếp thu các kiến nghị của quân chủng phòng không không quân, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, nêu cao trách nhiệm, tập trung tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của dự án trong thời gian tới. Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát theo dõi thường xuyên công tác này. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết là dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm về quốc phòng an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hội của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu công tác thi công dự án phải đẩy nhanh tiến độ, coi trọng bảo đảm chất lượng là yếu tố hàng đầu, cùng với đó là bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường đúng quy định của pháp luật. Quân chủng phòng không không quân phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hàng không dân dụng liên quan đến khu dùng chung, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm đưa sân bay vào hoạt động theo cam kết các cơ quan chức năng phải tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện từng hạng mục công trình của dự án định kỳ hàng tháng. Trong sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng khu doanh trại của các đơn vị quân đội đứng chân hoạt động tại sân bay Phan Thiết.